Hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì hôm nay Minh có đôi lời tâm sự với anh em. Thì thứ nhất là sắp tới Minh tham gia một chương trình truyền hình thực tế, thì mình phải đi tới một tuần, không có thời gian làm clip cho anh em nữa. Hôm nay mình đi mưa, mọi người nhìn đôi giày ướt hết luôn, cameraman của team mình cũng ướt hết luôn. Đúng ra là hôm nay Minh sẽ nghỉ, nhưng mà Minh với lại cameraman đi tìm một chiếc xe cho anh em. Hôm nay mình sẽ nói lý do tại sao là mình lại làm ra một cái showroom như vậy. Thì đây, trước là mình không nghĩ là mình sẽ có một cái showroom như vậy để cho anh em chơi đâu. Thực chất á, này là một người anh yêu cầu từ một người anh đã chơi chung với mình rất là lâu rồi. Mình muốn nói là một người anh đó là: anh à, em muốn có một cái chỗ để cho anh em tới lại tới lui. Thì một người anh đó đứng ra lấy cái chỗ này về cho mình làm ở đây. Khi mà quá trình làm á thì mình thấy rất là vui, bởi vì nó đem đến nhiều gọi là đem đến nhiều niềm vui cho anh em. Những anh em có xe rồi có thể tới đây rồi dọn xe, sửa xe. Những anh em chơi với mình á thì biết, thì có thể tới đây dọn xe, rửa xe rồi trao đổi kinh nghiệm đam mê. Thì đó ha. Hầu như ở đây hiện tại giờ là không còn chiếc xe nào. Mấy xe này chỉ là xe chân thôi. Xe chân. Hầu như là xe anh em đã lấy hết, không còn những chiếc xe nào. Thì cái đó là mình thấy là những anh em đã tới mình chơi rất là vui. Thậm chí là những anh em ở xa cũng ủng hộ mình, nhớ. Rồi đủ thứ. Nhưng mà cái đó là mặt tốt thôi. Còn mặt xấu là sao? Mặt xấu là có những người họ cũng, mình không biết họ bán xe hay là gì đó, họ ra ngoài rồi họ nói những điều không hay về mình. Thì mình muốn gửi những lời với mình đó, đối với những người đó, là không hiểu sao, tại vì mình chơi á, mình rất là khép nép ở trong nhà không à. Những anh em tới chơi với mình thì biết, ở trong nhà không à, hầu như không làm hại ai và không hề nói xấu ai một tiếng nào, và không biết ai như thế nào, không biết, nói chung là không biết gì hết. Chỉ biết có mấy anh em trong nhà thôi. Thì họ, mình nghe những lời họ nói, những người bán xe luôn á, những người bán xe, những người chơi xe ở ngoài, thì họ nói là nói Minh rất là nhiều thứ, nhưng mà Minh không biết họ là ai. Thì những anh em ở ngoài tới chơi thì họ mới nói lại Minh là người này nói Minh như thế này, người kia nói Minh như thế kia. Nhiều khi mình tự hỏi là mình không làm gì họ, mình không biết họ, tại sao họ nói mình như vậy. Rồi cái thứ hai nữa là họ nói là trên kênh YouTube mình thể hiện, mình không biết thể hiện là cái gì luôn. Từ chơi những chiếc xe vui rồi này nọ cái khác, bán những chiếc xe 150 cho anh em, thậm chí mình vẫn đi xe 150. Khi mà mình thu một chiếc xe 150 về, mình rất là kỹ tính. Mình lấy cái xe 150 đó, mình chạy lại hàng ngày để mình coi thử chiếc xe đó nó có cái gì, nó có tốt hay không, rồi cái bánh nó sao. Nếu như mà cảm giác như là hết bố thắng, là mình bỏ tiền túi ra, tiền YouTube để mình thay cái bố thắng đó cho những anh em. Nhưng mà họ lại nói là Minh Biker thể hiện. Mình không biết thể hiện cái điều gì luôn, chẳng lẽ là mình không biết là thể hiện cái gì luôn á. Thực sự nghe nói rất là buồn. Còn với mình là mình hiện tại là mình tập trung cho công việc rất là nhiều, và mình cũng không có mà ham muốn là những chiếc xe bốn mấy hay là này nọ như khác nữa. Cái mà mình muốn á, chỉ là muốn truyền đam mê lại cho mọi người, hỗ trợ anh em. Tại vì mình đã chơi xe rồi, mình sẽ giúp đỡ những anh em tìm được những con xe ngon. Thì những anh em đã từng tới mình rồi đó, đã từng tin tưởng mình rồi, hỏi những anh em đó những chiếc xe đó có ngon hay không. Mình rất là kỹ, thậm chí nhiều anh em không biết đâu, xe mà hết nhớt rồi chạy á, mình tự động âm thầm đi fix cho anh em luôn. Rồi mình coi chiếc xe đó cái vỏ nó có mòn á, mình tự động bỏ tiền để thay vỏ cho anh em luôn, không ai hiểu hết. Thì đó, những người đi ở ngoài mình nghe rất là nhiều, mà đa số toàn là thấy những anh em bán xe nói không, những anh em bán xe rồi những người chơi xe, những người làm YouTube kênh ít sub hơn, họ nói mình rất là nhiều. Có một cái kênh, có thằng em cameraman nó dễ nói với mình á, cái ông đó em đi ra ngoài ông nói mình vậy á, mình tào lao gì tùm lum.
Thì mình về mình mở kênh nó ra, à thì ra 4.000 sub. Rồi có một cái kênh khác 17.000 sub. Thực sự mình nói những cái bạn đó luôn là mình không hề biết mấy bạn đó là ai và mình không đụng chạm mấy bạn. Cái đây là mình chơi rất là vui vẻ, hòa đồng. Các bạn kênh ít sub tới đây, mình sẵn sàng hỗ trợ kéo sub cho mọi người. Mình không có mà gì đó, vẫn vui vẻ với mọi người nếu như mọi người đã từng tiếp xúc với mình. Còn nếu như chưa tiếp xúc với mình thì đừng bao giờ buông những cái lời mà cay đắng. Đó. Rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và sắp tới mình nói luôn là mình đi một tuần không có thời gian gặp mọi người nhiều. Và hẹn mọi người sau một tuần đó mình sẽ quay trở lại. Và mọi người hãy ngóng chờ xem cái chương trình truyền hình thực tế đó. Là truyền hình thực tế đó là mình sẽ đi những cái tỉnh xa do đài truyền hình HTV7 và đi giúp đỡ những, như là dạng như đi thiện nguyện, người ta gọi gì ta, thiện nguyện hả, đúng rồi đúng rồi đó, thì đi giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trên chương trình hành truyền hình HTV7. Thì mình phải đi một tuần và không sử dụng điện thoại di động, không sử dụng những thiết bị đó đó, thì nó đi hơi bị lâu á. Thì anh em cứ qua đây, thì nếu như không có Minh ở nhà thì anh em cứ qua đây cứ nói là bạn của Minh Biker, bạn của Minh Biker qua thay nhớt, mua dưỡng sên, hoặc là mua xe, hoặc là tới đây chỉ cần xin cái tem để anh em giao lưu với nhau. Thì Minh có để sẵn đấy. Nếu như mà thằng Tuấn này nè, đó Tuấn đẹp trai này, mà nó không biết chỗ á, nó lỡ mà công việc nó nhiều quá nó quên, thì anh em cứ sẵn chỉ luôn đó. Cái thùng này chính là cái thùng đựng tem nè. Cái hộp này đúng chính là cái hộp đựng tem nè. Anh em cứ qua đây là anh em kêu là mình là bạn, không cần nói là fan. Nói chung là nói là bạn bè hoặc là anh em cho nó vui vẻ với nhau. Nói là bạn bè mình muốn lấy cái tem Minh Biker để giao lưu với anh Minh. Thoải mái cứ chạy vô thoải mái. Mình đã dặn Tuấn rồi, Tuấn nó sẽ trực ở đây 24/24. Đúng không? Có gì? Đúng không? Trực đây 24, bốn dám đi không? Đi là 24 luôn á. Đi là sao? Đi là sao? Đi luôn á. Đó. Thì anh em, khi anh em qua thì những cái đồ trên đây nè đều là cái giá thấp hơn thị trường hết, đúng không Tuấn? Đúng rồi. Đó, thì mình cứ quăng nói bạn của Minh Biker, bạn của Minh thôi là được nha. Tất cả các nón bảo hiểm luôn, nón bảo hiểm hay là gì, chỉ cần nói qua gõ bạn của Minh là đương nhiên là nó sẽ rất là giá rất là vui ha, cái gọi giá rất là vui. Với lại muốn lấy nhiêu cũng được nữa. Xin phép. Thực sự mình mới camera nè, cái ba lô này là của cameraman nè, nó học hô tết. Cameraman của team Minh là học hô tết đó, anh em qua thì thấy biết nó. Thì anh em mới đi mưa, dầm mưa gì luôn. Dầm mưa là cái chuyện là dầm mưa là để đi coi xe cho một anh bạn á. Ảnh nhờ kiếm xe dùm thì đi coi cho ảnh dầm mưa về. Thời gian không có thời gian luôn, nhưng mà thời gian rảnh là Minh sẽ dành cho mọi người. Thì ở đây mọi người yêu quý Minh thì Minh cũng vậy đó, Minh cũng yêu quý mọi người y chang vậy. Thì ở đây Minh nghe một số thông tin thì hơi buồn một chút xíu thôi. Tại vì mình không biết người ta, mình không chơi với người ta mà khi bị người ta nói như vậy mình rất là buồn. Và mình hy vọng khi mà mọi người mà coi được cái clip này á thì mọi người thông cảm. Và nếu như mọi người